mình sẽ cho các bé chơi cái trò chơi đó là banh chạy. Và bây giờ mình sẽ bỏ bé vào trái banh này. Với bé thì mình cho vào trái banh lớn. Một bé, hai bé. Và bé nhỏ thì mình sẽ cho vào trái banh nhỏ. Xong rồi đây, bây giờ mình sẽ bắt đầu cho bé chạy nha. Lại ngủ. Một thanh niên rất là mê ngủ các bạn ạ.